Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Chiếc đồng hồ hôm nay thì sẽ cực kỳ đặc biệt. Đây là mẫu Grand Complication của thương hiệu Patek Philippe nổi tiếng. Và thì trước hết thì tôi sẽ giới thiệu Grand Complication là gì. Grand Complication là những mẫu đồng hồ sở hữu bộ máy cực kỳ phức tạp và phải sở hữu ít nhất là một trong ba tính năng. Thứ nhất là lịch vạn niên. Chiếc đồng hồ này thì sở hữu tính năng lịch vạn niên. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể có hai tính năng nữa xếp vào Grand Complication, đó là điểm chuông báo giờ và Rajapan Chronograph, có nghĩa là kim chronograph kép. Với chiếc đồng hồ phải đạt ít nhất là một trong ba tính năng đó thì mới được xếp vào hàng Grand Complication. Và mẫu đồng hồ này trên tay tôi thì đó là mẫu Patek Philippe 5159, sở hữu mẫu vỏ bằng vàng trắng, đường kính 38mm. Mẫu đồng hồ này là một cải tiến nho nhỏ từ mẫu đồng hồ 5059. Còn về cơ bản thì hai thiết kế này thì gần giống nhau. 5059 thì có đường kính bé hơn một chút là 36mm và có kim dáng leaf mảnh hơn. Còn kim của mẫu 5159 này thì kim giờ lớn hơn một chút. Và một số điểm khác biệt trên mặt số vì do tỷ lệ thay đổi thì tất nhiên là thiết kế mặt số có chút thay đổi. Về cơ bản thì những cái thiết kế trên vỏ thì nó vẫn giống nhau, ngoại trừ đường kính. Mẫu đồng hồ này vẫn giữ bộ vỏ sĩ quan quen thuộc và vẫn sử dụng trong mẫu đồng hồ 5059 hay là trong mẫu đồng hồ Calatrava mà lần trước tôi đã giới thiệu. Thì lần trước tôi đã nói về mẫu vỏ này rồi, nhưng mà nếu bạn không nhớ thì tôi sẽ nhắc lại một chút. Thứ nhất, bộ vỏ này có hai cái tay càng thẳng và dài như kiểu đường hàn vào trong cái bộ vỏ đồng hồ. Thực chất bộ vỏ này thì được làm từ vàng nguyên khối, nhưng mà thiết kế này thì được lấy cảm hứng từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất. Và mẫu đồng hồ này thì được cải tiến từ đồng hồ bỏ túi và hàn thêm hai cái tay càng thì thành đồng hồ đeo tay. Và một thiết kế khác mà cũng lấy cảm hứng từ thời đó chính là cái đáy này. Đây là đáy 5 lần, bạn có thể mở ra và quan sát bộ máy bên trong. Thiết kế này thì cũng lấy cảm hứng từ thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Và tiếp theo thì tôi sẽ cùng phân tích mặt số chiếc đồng hồ. Khác với những cái mẫu đồng hồ lịch vạn niên thường thấy, mẫu đồng hồ này thì hiển thị thứ, ngày, tháng một cách khá đặc biệt. Bình thường thì bạn cứ thử tìm kiếm hình ảnh trên Google đồng hồ lịch vạn niên, bạn sẽ nhìn thấy ngay là những chiếc đồng hồ với 3 hay 4 mặt số phụ. Mỗi mặt số phụ thì để chỉ tháng này, chỉ ngày này, chỉ năm nhuận này. Và mẫu đồng hồ này thì không như thế, nó sử dụng những cái cửa sổ như này. Và chúng ta có cửa sổ ở góc 9 giờ thì là để chỉ thứ, cửa sổ góc 3 giờ chỉ tháng, và ngày thì sử dụng kim retrograde ở phần trung tâm này. Và một cửa sổ nhỏ ở góc 12 giờ là chỉ năm nhuận. Và cách thiết kế này thì có hơi khác biệt so với những mẫu đồng hồ khác và hiện đại hơn, đặc biệt là cái kim retrograde này. Về thiết kế cơ bản mặt số thì mẫu 5159 gần giống với mẫu 5059, vẫn ba cửa sổ như thế, vẫn lịch tuần trang góc 6 giờ, vẫn kim retrograde chỉ ngày. Nhưng một chút khác biệt bởi vì kích thước thay đổi như này, kích thước thay đổi từ 36mm lên 38mm, nên là cái số chỉ giờ này sẽ bị kéo dài ra một chút. Và chi tiết này thì nói thật là tôi không thích ở mẫu 5159 này. Mẫu 5059 thì còn chữ số La Mã chỉ giờ trông tròn trịa và đầy đặn hơn, tôi thích thiết kế đó hơn. Một sự khác biệt nữa đó chính là mặt số trung tâm. Mặt số trung tâm này chúng ta được trang trí với những đường vân ghi notch. Đây là dạng tia nắng mặt trời tỏa ra từ trung tâm. Một chi tiết khác biệt khác giữa mẫu 5159 và 5059 đó chính là kim. Kim của 5059 thì dáng lip rất là mảnh, 5159 thì kim giờ kích thước lớn hơn một chút. Vâng, với rất nhiều những cái thông số trên mặt số như thế này, từ lịch tuần trăng này, thứ này, ngày này, tháng này, năm nhuận này, thì tất nhiên là một cái núm chỉnh giờ nhỏ bé này không thể nào đảm nhận được tất cả tính năng đó. Thì thay vì một núm chỉnh giờ này, chúng ta có thêm rất nhiều nút bấm, bạn có thể thấy ở đây và cả ở trên này nữa. Những cái nút bấm đó thì để chỉnh lịch thứ, ngày, tháng và lịch tuần trăng. Nhưng mà trong clip này thì tôi sẽ không chỉnh cái thông số đó, bởi vì đây là một mẫu lịch vạn niên. Mẫu lịch vạn niên này sẽ tự động thay đổi lịch theo tất cả các tháng trong năm, có nghĩa là tháng ít ngày thì như là tháng 2 thì sẽ nhảy vào đúng 28 tháng 2 và đến năm nhuận thì nó sẽ nhảy vào 29 tháng 2. Vậy nên tôi sẽ không chỉnh lịch ở chiếc đồng hồ này, bởi vì nếu mà chỉnh qua một ngày thôi thì hoặc là phải để chiếc đồng hồ này hết cót, hoặc là phải mất rất nhiều công sức mới có thể chỉnh lại được đúng lịch. Còn để điều khiển cơ chế lịch vạn niên khá là phức tạp này thì Patek Philippe đã sử dụng bộ máy
324SQR. Và cũng trong một clip trước tôi đã nói, đây vẫn là bộ máy 324 quen thuộc của Patek Philippe, nhưng mà họ đã sử dụng thêm module lịch vạn niên đồng bộ với một cái module và một cái tính năng, thì cái chữ viết tắt đằng sau sẽ có chút thay đổi. S là kim dây trung tâm, còn QR đó chính là lịch vạn niên. Đồng vì tính năng lịch vạn niên nên chiếc đồng hồ này cũng dày hơn chiếc đồng hồ Morocco Calatrava trước khá nhiều, vì đây là tính năng cực kỳ phức tạp. Vâng, thì cũng giống như tất cả bộ máy khác của Patek Philippe thôi, bộ máy này thì được trang trí và hoàn thiện tất cả các chi tiết. Tôi nhấn mạnh là tất cả chi tiết, từ bên ngoài có thể nhìn thấy được cho tới bên trong. Vâng, vẫn là con dấu Patek Philippe quen thuộc, proto làm từ vàng 21 carat và có dấu logo họa thị ở trên đây. Và Patek Philippe là một nhà sản xuất truyền thống có lịch sử khá lâu đời, nhưng không vì thế mà họ không sử dụng những công nghệ hiện đại trong những thiết kế của mình. Vâng, bạn có thể thấy bánh xe gân bằng Giromax và dây tóc Giromax đang hoạt động bên trong bộ máy này. Đó là những cái chi tiết mới sử dụng công nghệ silicon và mới được áp dụng trong những mẫu đồng hồ Patek Philippe. Vâng, họ rất biết cách là phối hợp giữa truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó thì những chi tiết máy thì đều hoàn thiện theo cách thủ công thôi, như là vát cạnh này, vân sọc của test Dezenev này, ở khung máy thì là vân tròn Clark, rất là quen thuộc. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Và kích thước 38mm lớn hơn một chút so với những mẫu đồng hồ cổ điển, thì thiết kế này có vẻ hiện đại hơn và phù hợp hơn với những xu hướng ngày nay. Vẫn đó là cái khóa hoa thị. Bộ khóa này thì cũng được làm từ vàng trắng, giống với vỏ đồng hồ. Vỏ đồng hồ Patek Philippe 5159 với bộ vỏ vàng trắng thì có mức giá bán lẻ của hãng là 124.000 đô. Vâng, đây mẫu đồng hồ khá đắt, với tính năng rất là phức tạp. Tất nhiên, đến với giá bán luxury thì bạn sẽ có mức giá chiết khấu hợp lý nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này thì có thể truy cập ra bảng luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.